mời mọi người cùng Hoàng Vũ thực hiện video là hướng dẫn các bạn là mở khó password BIOS cho Surface. Xin chào 500 anh em. Hôm nay Hoàng Vũ sẽ thực hiện cái video hướng dẫn các bạn là mở khó password BIOS cho Surface. Password BIOS, password iCloud, password phim quê. Khi kết nối wifi nó sẽ khóa máy vân vân, tất cả đều phương pháp làm BIOS. Mọi người xem ha, đây là cái con ROM này. Đó, cái con ROM, mình sẽ bóc con ROM này ra, mình bỏ lên thiết bị tool, mình sẽ xử lý con ROM này. Mình sẽ xóa, mình edit con ROM này, xử lý nó, sau đó bằng một phương pháp kỹ thuật nha, có sự hỗ trợ của thiết bị khá nhiều. Sau đó là mình sẽ đóng lại con ROM, đây vị trí con ROM. Đây là cái main sụp Facebook nha mọi người, sụp Facebook nói riêng, các dòng sụp file khác nói chung đều can thiệp trên con ROM này hết. Sau khi can thiệp ROM mình lắp vào, cái này thì mình giỡn thôi mà, lắp vào rồi mình chạy lại chương trình, chạy lên trình nó ra vậy đó là xong, rất là đơn giản nha mọi người nha. Nhưng mà nó phức tạp ở chỗ là mình phải bào chế sụp ROM. Ví dụ hiện tại thì một số sụp ROM mình làm về cơ bản ok hết rồi, một số sụp cũng bào chế chưa được, nhưng mà tỷ lệ đa phần là đã làm ok hết đó. Nếu nó bị ROM BIOS thì mình chỉ can thiệp này thôi đó. Đây là giải pháp bể khó iCloud Surface, hay là mở khó password BIOS Surface, hay là mở khó password firmware Surface, đều dùng một phương pháp này hết, một phương pháp phần cứng can thiệp vào con ROM trên mainboard. Chúc các bạn xem video và có kiến thức tổng quan về mở khó password BIOS cho Surface.